Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ bãi bỏ đặc quyền, Trung Quốc lồng lộn. Trước quyết định của Mỹ nhằm chấm dứt một số đặc quyền thương mại dành cho Hồng Kông, giới chức Trung Quốc và Hồng Kông đã có những hành động phản đối hết sức quyết liệt. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 30 tháng 5 đã chuyển đi thông điệp rằng việc Mỹ chấm dứt các ưu đãi thương mại đặc biệt là với Hồng Kông là sự can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc và hành động này sẽ thất bại ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tước các ưu tiên đặc biệt đối với Hồng Kông cùng các thỏa thuận chính sách liên quan đến khu vực này. Đây là hình ảnh Quốc hội Trung Quốc hôm 28 tháng 5 đã thông qua nghị quyết về xây dựng luật an ninh quốc gia với Hồng Kông. Bài xã luận do Nhân dân Nhật Báo nhấn mạnh, Trung Quốc khẳng định việc phê chuẩn áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông thể hiện quyết tâm cứng rắn của mọi người dân Trung Quốc nhằm chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào Hồng Kông. Thông báo nói tiếp, việc can thiệp vào vấn đề Hồng Kông cũng như can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc sẽ không khiến người dân Trung Quốc sợ hãi và các nỗ lực can thiệp vào đó sẽ thất bại. Theo tờ báo này, những nỗ lực đang ép buộc Trung Quốc nhượng bộ về những lợi ích cốt lõi bao gồm chủ quyền và an ninh bằng cách hăm dọa hoặc cưỡng ép chỉ có thể là suy nghĩ viển vông và mơ giữa ban ngày. Trung Quốc dọa sẽ trả đũa Mỹ chấm dứt các đặc quyền thương mại đối với Hồng Kông. Bên cạnh đó, chính phủ Hồng Kông cũng chỉ trích thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump là không chính đáng và nói rằng họ không lo lắng thái quá về những lời đe dọa như vậy, dù có những lo ngại rằng nó có thể khiến các công ty rời bỏ trung tâm thương mại và tài chính này của châu Á. Đây là hình ảnh người biểu tình ủng hộ Trung Quốc bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Hồng Kông vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. Phát biểu vài giờ sau khi ông Trump nói rằng thành phố không còn được hưởng các đặc quyền về kinh tế và một số quan chức có thể phải đối mặt với chế tài, Cục trưởng Cục Bảo an John Lee nói với các phóng viên rằng Hồng Kông không thể bị đe dọa và sẽ xúc tiến các luật mới. Ông Lee nói tiếp, tôi không nghĩ rằng họ sẽ thành công trong việc sử dụng bất cứ phương tiện nào để đe dọa chính phủ, tức là Hồng Kông, bởi vì chúng tôi tin rằng điều chúng tôi đang làm là đúng. Ty trưởng của ty luật chính Theresa Cheng nói cơ sở cho các hành động của ông Trump là hoàn toàn sai trái, nói rằng luật an ninh quốc gia là hợp pháp và cần thiết cho cựu thuộc địa của Anh. Cũng tại Hồng Kông, một nhóm nhỏ những người ủng hộ Bắc Kinh đã tuần hành đến lãnh sự quán Mỹ vào ngày thứ Bảy và mang cờ Trung Quốc và các biểu ngữ phản đối sự can thiệp của Mỹ vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và gọi ông Trump là vô liêm sỉ và vô dụng. Trước đó, tại một buổi họp báo ngày 29 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu xóa bỏ các biện pháp ưu đãi cho Hồng Kông vì thành phố này đã không còn tự trị trước Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo ngày 29 tháng 5. Phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ông Trump nói, chúng tôi sẽ hành động để xóa bỏ ưu đãi cho Hồng Kông. Ông cũng cho biết là Mỹ sẽ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông tham gia trực tiếp hay gián tiếp trong việc kết liễu tự trị của Hồng Kông. Ông gọi việc Quốc hội Trung Quốc biểu quyết thông qua quyết định về xây dựng kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông là tấn bi kịch cho nhân dân Hồng Kông, nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới. Cũng trong buổi họp báo vào ngày 29 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ sẽ có các biện pháp bảo vệ các đại học Mỹ trước nỗ lực ăn cắp công nghệ của Trung Quốc. Ông nói sẽ cấm nhập cảnh với một số người từ Trung Quốc bị xem là rủi ro an ninh. Ngay sau phát biểu của ông Trump, Nhà Trắng đã công bố lệnh tạm ngừng nhập cảnh với sinh viên sau đại học và nhà nghiên cứu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ thứ hai tuần sau và tiếp tục cho đến khi Tổng thống can thiệp. Lệnh mới nhắm vào các sinh viên và công dân Trung Quốc đã từng làm việc, học và nghiên cứu với các cơ quan Trung Quốc mà Mỹ nói là hỗ trợ cho chương trình quân sự và dân sự kết hợp của Trung Quốc. Lệnh này nói Trung Quốc đã sử dụng một số sinh viên, đa số là sau đại học để thu thập tài sản trí tuệ. Nhà Trắng cũng nói rằng chính sách mới sẽ không ảnh hưởng đến sinh viên Trung Quốc đi học ở Mỹ vì nguyên do hợp pháp. Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho rằng việc Hồng Kông có sự tự trị cao hay không sẽ không do bị Mỹ phán xét, cảnh báo rằng Mỹ chỉ tự hại chính mình khi trừng phạt đặc khu này. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 27 tháng 5 chứng nhận trước Quốc hội Mỹ rằng ngày nay, khi Hồng Kông không còn duy trì một quyền tự chủ cao trước Trung Quốc,
nên đặc khu này không thể tiếp tục được hưởng quy chế đặc biệt của Mỹ nữa. Thời báo Hoàn Cầu nhanh chóng đã phản pháo tuyên bố của ông Pompeo. Và tờ báo này viết như sau. Các chính trị gia Mỹ như ông Pompeo ngạo mạn tin rằng số phận của Hồng Kông nằm trong tay họ. Pompeo đại diện cho sự địa chính trị hóa, cuồng loạn mọi thứ liên quan đến Trung Quốc. Theo thời báo Hoàn Cầu, Mỹ chỉ có chiêu bài duy nhất là quy chế đặc biệt với Hồng Kông, điều mà Bắc Kinh đã nghiên cứu kỹ. Tờ này cảnh báo như sau, Hồng Kông là nguồn thặng dư thương mại lớn nhất của Mỹ và có khoảng 85.000 công dân Mỹ ở thành phố Trung Quốc này. Hãy chờ xem Mỹ sẽ thiệt hại như thế nào bởi chính động thái của họ. Chưa dừng lại ở đó, giới chức Hồng Kông thân Trung Quốc cũng hưởng ứng mạnh mẽ với làn sóng chỉ trích Mỹ của Trung Quốc. Cục trưởng Cục Tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba đã tuyên bố Hồng Kông không có gì phải sợ. Các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh có kế hoạch áp dụng ở đặc khu này. Đây là hình ảnh Cục trưởng Cục Tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc chỉ vài giờ trước khi ông Trump ra thông báo, ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu quá trình xóa bỏ những đặc quyền mà Mỹ dành cho Hồng Kông, ông Trần Mậu Ba đã đưa ra tuyên bố và nói rằng chúng tôi có sự tự tin và kinh nghiệm trong việc xử lý những thách thức như thị trường tài chính ở Hồng Kông đã trải qua nhiều lần, với sự ủng hộ của cả Trung Quốc và chúng tôi không có gì phải sợ. Ông Trần Mậu Ba tuyên bố việc nước Mỹ tước đi quy định đặc biệt dành cho Hồng Kông sẽ chỉ có tác động nhỏ lên nền kinh tế của đặc khu hành chính này, bởi vì thống trị trên nền kinh tế Hồng Kông chính là ngành dịch vụ. Theo ông Trần Mậu Ba, các sản phẩm Hồng Kông xuất sang Mỹ chiếm chưa tới 2% trong tổng lượng hàng sản xuất và xuất khẩu của thành phố này, trị giá khoảng 3,7 tỷ đô la Hồng Kông và chiếm chưa tới 0,1% trong tổng sản lượng xuất khẩu của thành phố. Ông Trần Mậu Ba tuyên bố tiếp như sau, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản khác nhau. Quan chức Hồng Kông này nói thêm với việc Mỹ có hành động nhắm vào thành phố này như hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, Hồng Kông cần tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại khác, gồm Nhật Bản và các nước châu Âu. Không chỉ tấn công Mỹ trực tiếp về hồ sơ Hồng Kông, Trung Quốc còn dùng nhiều biểu tình về vấn đề sắc tộc những ngày qua ở Mỹ để đả kích xứ sở Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh người biểu tình đòi công lý cho công dân da màu Georgi Folt bị cảnh sát đè lên cổ khống chế dẫn đến tử vong ở thành phố Minneapolis ở Mỹ hôm 26 tháng 5. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã gọi tình trạng hỗn loạn này là cảnh tượng đẹp mắt của Pelosi, ám chỉ tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi năm ngoái đã gọi các cuộc biểu tình Hồng Kông là một cảnh tượng đẹp. Trong khi đó, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV gọi các thành phố xuất hiện biểu tình là vùng chiến sự và liên tục đưa tin kèm phân tích về tình hình xung đột sắc tộc tại Mỹ. Vào tối 30 tháng 5, một bản tin bình luận được chiếu vào giờ vàng trên kênh CCTV rằng nhân quyền kiểu Mỹ là đạo đức giả và đáng tởm, đồng thời dùng lại cụm từ cảnh tượng đẹp mắt để nhắc khéo Mỹ. CCTV cho rằng các chính trị gia Mỹ nên xin lỗi người dân của họ, đồng thời cho rằng sự hỗn loạn hiện nay là vết thương tự gây ra hay gậy ông đập lưng ông. Trên mạng tweet, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đăng câu "Tôi không thể thở được", câu mà người biểu tình Mỹ dùng khi xuống đường những ngày qua. Nhiều ý kiến đã chỉ trích bà Hoa như đang muốn cổ vũ cho cuộc biểu tình. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, nhiều nhà bình luận của Trung Quốc công kích giới chính trị Mỹ vì tôn vinh người biểu tình Hồng Kông hồi năm ngoái trong khi họ không thể kiểm soát được bạo loạn ngay tại quốc gia của mình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ bãi bỏ đặc quyền, Trung Quốc lồng lộn. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de